Ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Phát ngôn của vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi. Phát ngôn của vợ cũ Huy Khánh về sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung được cho là có nhiều vấn đề. Đã 10 ngày kể từ khi ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, để lại sự nghiệp tài hoa và một người con ruột, 23 con nuôi bơ vơ trên trần thế. Trong số 23 đứa trẻ, có những em mồ côi từ thuở lọt lòng, được cố ca sĩ nhận nuôi, chăm bẵm, giờ lại thêm một lần mồ côi. Cho đến giờ, lễ tang chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được cử hành. Ngày gửi thi hài cô sang Mỹ cho con gái Wendy để lo tang sự cũng chưa được lên lịch. Nhiều người đã bày tỏ nỗi xót xa, thương cho nghệ sĩ tài năng ra đi vào thời điểm khắc nghiệt của dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh ấy, vợ cũ Huy Khánh bỗng có phát ngôn lạ, chia sẻ lại một đoạn clip cố ca sĩ đang vui đùa, hát ru với những người con nuôi trước giờ ngủ. Lương Hoàng Anh cho rằng, mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Vợ cũ của Huy Khánh lý giải, cõi nhân gian ô trọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần và ra đi thanh thản, vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi, trải nghiệm một lần, ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi, thần tiên nên ở cõi lành chị ạ. Có thể hiểu phát biểu được viết trên trang cá nhân có tiết xanh này của Lương Hoàng Anh đang tôn vinh sự thánh thiện, tư chất trong sáng của cố ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, cách cô này đặt vấn đề đang vấp phải tranh cãi lớn của cư dân mạng. Thấy chị này hơi mê tín sao ấy, nói cuộc đời là cõi tạm chỉ là cách an ủi người ở lại thôi, chứ sự sống vẫn là đáng quý. Ca ngợi ai thì ca ngợi, nhưng nói người khác là người phàm ngu dốt, cõi nhân gian ô trọc thì không hiểu ẩn ý sâu xa của chị là gì. Không có gì là ý trời ở đây cả, đó là sự khốc liệt của dịch bệnh. Virus không phân biệt người nổi tiếng hay không, người tốt hay không tốt đều có thể ra đi. Chị nói mà không suy nghĩ kỹ à, một số cư dân mạng đã phản ứng. Lương Hoàng Anh là nhân vật thường có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về nhiều vấn đề. Cô từng chê Hoa hậu Hồ Hèn Nghê là quê mùa khi đi dép tổ ong, chê Hoàng hậu Nhật là kém văn minh vì không niềng răng. Cô cũng từng bán tỏi cô đơn với giá cắt cổ sau khi phao tin tỏi ở đảo Lý Sơn đã bị nhiễm độc nghiêm trọng và bị phạt 12,5 triệu sau phát ngôn này.